Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 và theo âm lịch hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày giáp dần tháng canh tý năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày hắc đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỵ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Mạo Quang, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên hình, giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc chu tước, giờ canh ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc bạch hổ, giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên lao, giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc nguyên vũ, giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc câu trần. Vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh đại khê thủy ngày giáp dần ức can chi tương đồng thuộc mộc và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm đại khê thủy kỵ tuổi mậu thân bính thân ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa đặc biệt là tuổi mậu tý bính thân mậu ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày dần lục hợp với hợi tam hợp với ngọ và tuất thành hỏa cục dung với thân hình tỵ hải tị phá hợi và tuyệt dầu. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi mậu thân, bính thân, canh ngọ, canh tý. tuổi xung trong tháng, tuổi nhâm ngọ, bính ngọ, giáp thân, giáp dần. Và các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên phú, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an tán, sau thi mã hay còn gọi là sao lộc mã, tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết, cầu tài lộc, sao miệt ân, tốt mọi việc, sao lộc khổ, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch, sao phúc sinh, tốt mọi việc, sao dịch mã, tốt mọi việc, nhất là xuất hành. Sao sáu trong ngày gồm có sao thổ ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự, sao hoang vu, sáu mọi việc, sao hoàng sa, sáu đối với xuất hành, sao bạch hổ, kỵ về an táng, sao quả tú, sáu đối với cưới hỏi, sao sát chủ, sáu mọi việc. Và đặc biệt, đó, ngày 29 tháng 11 năm 2021 âm lịch này, ngày này là ngày sát chủ, theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, trong sự đều kỵ, vì vậy, không nên làm các công việc trọng đại trong ngày hôm nay, bất kể là đối với tuổi nào. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông bắc, tài thần hướng đông nam. Và sau đây, mời các bạn đoán xem từ vị trí tiết 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết như sau. đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp ngày có kiếp tài tác động, cái điều này khiến cho bạn dễ vướng vào chuyện mâu thuẫn, bất đồng với bạn bè, đồng nghiệp và hơn nữa với bạn tuổi Tý luôn coi mình là người đúng đắn, cho nên không chịu nghe theo lời khuyên của bất cứ ai Chính cái điều này sẽ làm cho bạn gặp không ít những rắc rối trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Tý, kiên định với quan điểm và mục tiêu của mình đã đề ra là tốt. Tuy nhiên, bạn không nên sống ích kỷ, chỉ biết cho cảm xúc của riêng mình và đôi khi bạn cần phải học cách thỏa hiệp và làm điều phù hợp với đa số đông người nữa nhé. Và trong cái ngày đầu tiên của năm nhâm dần này với ba tuổi tí, lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mọc vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với nửa kia đang rất hòa hợp. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mọi khi gặp phải những khó khăn hoặc là bế tắc để cùng tìm ra cách giải quyết sao cho phù hợp. Dù mâu thuận có xảy đến đi chăng nữa, cũng là để cho đôi bên hiểu thêm về nhau mà thôi. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim cứng đầu không nghe theo ý kiến của bất cứ ai. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy dễ vướng vào những chuyện tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa chia sẻ với nửa kia những khó khăn trong cuộc sống. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ không nên sống ích kỷ chỉ biết đến bản thân mình. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc mối quan hệ vợ chồng có được sự hài hòa, in ấm. Vài đánh giá của bà tuổi tí trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 97, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi hợi. Từ vi tuổi xỉu thứ bảy ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi xỉu cho chúng ta thấy là bạn tuổi xỉu đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh cái điều này làm cho bà tuổi xỉu dễ nhận được sự đánh giá cao của bạn bè cấp trên trong ngày hôm nay nhờ có được thái độ nghiêm túc làm việc có chức có sau bạn tạo được sự tín nhiệm với mọi người cho nên luôn được giao cho những trọng trách quan trọng nữa Tuy nhiên với bạn tuổi sửu trong ngày này, điều mà bạn cần phải lưu ý là đôi khi bạn mệnh quá bạo thủ, không muốn thay đổi những điều quá quen thuộc với mình và nếu như bạn cứ mãi đi theo lối mòn cũ kỹ như vậy, bạn sẽ bỏ lỡ nhiều cách giải quyết hợp lý để hoàn thành nhiệm vụ của mình nữa nhé và trong cái ngày đầu tiên của năm nhâm dần này với ban tuổi xỉu lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ cái điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia lại không được mấy in ổn và đã là vợ chồng rồi thì nên chia sẻ thẳng thắn với nhau đừng có giữ mọi chuyện ở trong lòng vì nghĩ rằng người ấy không hiểu chuyện khiến cho khoảng cách giữa đôi bên càng ngày càng lớn dần hơn nhé về tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim suy nghĩ bảo thủ không chịu tiếp thu ý kiến của người khác tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy nhận được sự đánh giá cao của cấp trên nhờ thái độ làm việc nghiêm túc tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa tình cảm vợ chồng không hòa hợp cho lắm tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ nên thay đổi góc độ nhìn vấn đề sao cho hợp lý hơn tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc không nên giữ mọi chuyện ở trong lòng hãy tâm sự với nửa kia của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 34, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Từ vi tuổi dần thứ bảy ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi dần đặc biệt là những bạn làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán khiến cho bạn có được một ngày cực kỳ là may mắn với bạn tuổi dần, có thể sẽ gặp được người đồng chí hướng với mình, hoặc là tìm được những hợp đồng, những khách hàng hoặc là đối tác trịnh vọng trong tương lai nữa nhé. Với bạn tuổi dần, những cố gắng của bạn từ khoảng thời gian trước đó đến nay cũng đã được đền đáp xứng đáng. Bạn nhận được một khoản tiền xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra. Và bạn tuổi dần cũng nên coi đây là động lực để cho bạn tiếp tục vươn lên cao xa hơn nữa và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm Tân Sửu, ngày này là ngày sát chủ theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ trăm sự đều kỵ, cho nên với bà tuổi dần không nên thực hiện những công việc trọng đại trong ngày hôm nay như thế là xuất hành đi xa hay là ký kết những hợp đồng có giá trị nhát Và nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bản mệnh tuổi dần nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần hướng đông nam đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được thuận lợi hơn về từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy tìm được những khách hàng đối tác có triển vọng từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán có được một ngày phát tài phát lộc từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc có động lực để hướng tới mục tiêu cao xa hơn từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim sắp xếp công việc cụ thể hợp lý hơn và đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 11 số 63 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cá tường màu xanh rêu màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Mão tuổi Ngọ tuổi Tuất Từ với tuổi mão thứ bảy ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão trong ngày này nhờ có tam hội phù trợ cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi mão nhận ra rằng chưa từng có được ngày nào thuận lợi đến thế này và hôm nay thần may mắn ở bên cạnh bạn vì vậy với bạn tuổi mão hãy bắt tay để thực hiện những kế hoạch mà bạn đã ấp ủ từ trước đừng có chần chừ do dự kéo lại để lỡ mất thời cơ đến với mình Ngoài ra, bạn mệnh tuổi mạo trong ngày này còn có được cơ hội gặp gỡ quý nhân và người đó chẳng phải là ai xa lạ mà chính là người mà bạn quên biết từ trước đó nhờ quý nhân dẫn đường chỉ lối cho bạn. Cho nên, bạn sẽ biết mình nên làm gì trong tương lai nữa. Tuy nhiên, trong cái ngày đầu tiên của năm nhâm dần này với bà tuổi mão, dù công việc của bạn có bận rộn đến mấy đi chăng nữa, bạn cũng không nên làm việc quá sức, mà hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học hơn, để luôn có được một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng, hăng hái để bắt đầu một ngày mới bà tuổi mão nhé. Vài từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy công việc có những bước tiến triển rõ rệt từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa đề ra những mục tiêu có tham vọng hơn từ vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ có giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi khoa học từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc nhận được sự giúp đỡ của quý nhân tin tưởng vào tương lai của mình từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim chú ý rèn luyện bản thân ngay từ bây giờ và đánh giá của bà tuổi Mão trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 27 số 58 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu xanh lá cây màu xanh điên quý nhân phù trợ tuổi Mùi tuổi Tuất tuổi Hợi Từ vi tuổi thìn, thứ bảy, ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn đang bước sang ngày đầu tiên của năm mới, gặp ngày có mọc khắc với thổ, cái điều này làm cho chuyện tình cảm của bạn dễ xảy ra những vấn đề trong ngày hôm nay. Khởi nguồn của mọi chuyện có thể là rất nhỏ nhặt, nhưng chỉ vì cả hai đều quá nóng nảy cho nên mới làm lớn chuyện lên như vậy. Và với bà Thủ thìn trong ngày này, khi xích mích nổ ra, đôi bên cần phải học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để có cách hành sự sao cho đúng đắn, hạn chế gây tổn thương cho nửa kia. Có nhiều lúc, những hành động hoặc là lời nói vô tình lại để lại vết thương khó có thể chữa lành được nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Thìn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy trong lĩnh vực về sự nghiệp với bà tuổi Thìn dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi với bạn bè, đồng nghiệp, mâu thuận với cấp trên. Và bạn cũng cần phải chú ý cách hành sự của bản thân mình, đừng có biến mình trở thành quân giáp, dễ vướng vào thị phi bởi việc đó chẳng hề có lợi ích gì nhé. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa nên đặt mình vào vị trí của người khác. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, gia đình lục đục, vợ chồng mâu thuẫn. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, học cách lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, chú ý cách ăn nói, không nên làm tổn thương người khác. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy nên kiềm chế những cảm xúc tiêu cực của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 76, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dần, tuổi Thân. Từ vi tuổi tỵ thứ bảy ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bà tuổi tỵ đang có điểm báo phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi gây ra vì thế với bà tuổi tỵ hãy sẵn sàng chuẩn bị về tinh thần để đối mặt với đủ loại rắc rối có thể xảy ra đừng để cho những lời đặt điều sai trái khiến cho bạn ức chế và bị tổn thương sâu sắc nữa nhé Ngày này với bạn thủ tỵ hãy tập trung vào sự nghiệp của chính mình, đừng nên quá quan tâm tới lời bàn ra tán vào của mọi người xung quanh. Với những lúc bị vu oan giáng họa như vậy, bạn thủ tỵ nên dùng hành động thực tế để chứng minh năng lực của bản thân mình, rồi trắng điên sẽ rõ ràng ngay mà thôi. Và trong cái ngày đầu tiên của năm nhâm dần này với bà tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. May mắn là mối quan hệ tình cảm gia đình của bạn trong ngày hôm nay đang rất hài hòa. Nửa kia luôn sẵn sàng để lắng nghe tâm sự của bạn. Vì thế, bạn đừng có giấu mọi chuyện ở trong lòng. Cho dù người ấy không trực tiếp giúp đỡ cho bạn, thì vẫn có thể giúp cho bạn thấy nhẹ nhõm hơn. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, nửa kia luôn thấu hiểu và ủng hộ trong mọi quyết định của bạn. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, dễ vướng phải thị phi chốn công sở, cần phải chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, không nên bốc đồng, dễ đắc tội với tiểu nhân. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, tập trung vào công việc, chớ để ý tới lời bàn ra tán vào của người khác. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy hãy bỏ ngoài tai những lời nói đặt điều nối xấu không đúng về mình về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 24 số 95 giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cát tường màu tím màu hồng quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi mùi tuổi thân từ vi tuổi ngọ thứ bảy ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngoại tốt phù trợ. Cái điều này làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên tươi sáng hơn. Với bạn tuổi ngọ, tinh thần của bạn trong ngày hôm nay rất tràn đầy sức sống, nhiệt huyết. Bạn mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì được giao, dù công việc ấy có khiến cho nhiều người phải e ngại đi chăng nữa tuy nhiên với bạn thứ ngọt trong ngày này bạn không nên quá mức nóng vội hãy suy nghĩ cho thật kỹ càng mọi phương diện trước khi đưa ra kết luận hoặc là quyết định cuối cùng đặc biệt là đừng có phán xét mọi việc nếu chỉ thông qua vẽ bề ngoài nhé Bên cạnh đó, trong ngày đầu tiên của năm nhâm dần này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho họ vượng. Cái điều này cho thấy, đối với chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân, có được nhân duyên rất tốt đối với những người khác giới, bạn mệnh có thể có cảm tình ngay với một đối tượng nào đó, dù đôi bên mới quên biết, chưa thực sự hiểu rõ về nhau nữa nhé. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, kiên trì hơn, đừng bỏ cuộc khi vấp phải những khó khăn. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, nhiệt tình, hăng hái trong công việc, sẵn sàng chấp nhận thử thách, tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa hoàn toàn tốt cho công việc được giao, tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ nóng vội quá mức nên dễ dẫn đến những sai sót xảy ra, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc nhân duyên đối với những người khác giới được tốt đẹp. Vài đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 21, số 58, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi dần, tuổi tỵ, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi mùi, cho chúng ta thấy là với bà tuổi mùi bước sang ngày đầu tiên của năm mới này, đang gặp ngày có mộc khác với thổ, cái điều này làm cho bà tuổi mùi đang có điểm báo, dễ gặp phải đào hoa dự trong ngày hôm nay. Vì vậy, bạn mệnh tuổi mùi hãy chú ý và giữ khoảng cách với những đối tượng khác giới, tránh vội vàng đến với ai đó khi chưa hiểu rõ về đối phương để không phải hối tiếc về sau này. Đặc biệt là trong ngày này đối với những bạn đã lập gia đình rồi bạn càng cần phải biết giữ mình trong mối quan hệ về tình cảm trước khi làm việc gì hãy nghĩ tới người thân người trong gia đình đừng vì một phút ham vui khiến cho bản thân mình phải lạc lối gây tổn thương cho những người thân thích nhất với mình nhé và trong cái ngày đầu tiên của năm nhâm dần này với bạn tuổi Mùi, công việc của bạn đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn có thể sẽ phát huy được những lợi thế của mình, trở thành người trực tiếp được cấp trên trọng dụng. Nếu như bạn đang tham gia vào các cuộc thi cử, ứng cử cũng sẽ hứa hẹn đạt được kết quả mỹ mãn, chỉ cần bạn cố gắng hết mình và không được chủ quan lơ là nhé về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim có trách nhiệm hơn với gia đình đừng để cho người thân bị tổn thương tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy giữ khoảng cách với những người khác đừng để cho kẻ xấu lợi dụng tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa phát huy được thế mạnh của bản thân mình trong công việc tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc thi cử gặp nhiều điều kiện thuận lợi với đánh giá của bà tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 13, số 77, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu ghi, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Từ Vi Tuổi Thân thứ bảy ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang có điểm báo trải qua một ngày làm việc vất vả do phải chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi gây ra và nếu như bạn đã cố gắng mà kết quả mà bạn đạt được không được như ý muốn bạn cũng đừng có quá bi quan hay là chán nản hãy coi đó như là một cơ hội để cho mình rèn luyện bản thân mình nhé trong phương diện tình cảm của bạn tuổi thân ngày thứ bảy này với bạn cũng cần phải quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc hoặc là sở thích cá nhân hãy có cách cân bằng lại cuộc sống của mình để cho tình cảm giữa cả hai không trở nên lạnh nhạt nhé ngày này với bạn tuổi thân nếu như có ý định xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng đông nam đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn thuận lợi hơn tuy nhiên trong ngày 29 tháng 11 năm tân sửu này với bạn tuổi thân ngày hôm nay là ngày sát chủ vì vậy bạn không nên thực hiện những công việc trọng đại như thế là cưới hỏi xây cất về nhà cửa hay là xuất hành đi xa hay là ký kết những hợp đồng có giá trị trong ngày hôm nay để tránh những rủi ro xảy ra với mình nhé về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn, trở nên bi quan. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa làm việc vất vả mà không được hưởng thành quả như mong muốn. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ thay đổi thói quen xấu của mình. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn, hâm nóng cảm xúc của đôi bên. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim có ý thức rèn rụa bản thân mình để tiến bộ hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 69, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi tỷ, tuổi dậu, tuổi tuất. Từ vi tuổi giàu, thứ bảy ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày đầu tiên của năm nhâm dần này với bạn tử dậu, cho chúng ta thấy là bạn tử dậu đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ ảnh hưởng tích cực tới vận trình của bạn trong ngày hôm nay với bà tự dậu bằng sự thông minh tài trí của mình bạn luôn sẵn sàng đối diện với mọi khó khăn chứ không hề trốn tránh do đó bạn dễ dàng gây được ấn tượng tốt đẹp với mọi người và được đánh giá từ cấp trên rất cao nữa Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu, bạn nên đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa hơn và có tham vọng hơn, chứ đừng có vội hài lòng với thực tại. Nếu như quá dễ hài lòng với mọi việc, bạn sẽ nhanh chóng thành ra người tụt hậu để cho người khác vượt qua chính mình nữa đó nhé. Và trong cái ngày đầu tiên của năm nhâm dần này với bạn tuổi dậu lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn. Nếu như bạn có gặp phải khó khăn gì thì bạn không nên giấu tất cả những suy nghĩ vào trong lòng. Như vậy càng khiến cho bạn cảm thấy nặng nề hơn mà thôi. Bạn cần phải tâm sự với nửa kia hoặc là với những người mà bạn luôn tin cậy nhé vài tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy tự đánh giá bản thân mình không nên đổ lỗi cho người khác tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa suy nghĩ bi quan có ý định bỏ cuộc không nên hành động nông nổi tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ lạnh nhạt với nửa kia của mình vợ chồng có sự bất hòa tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc tính cách nóng nảy dễ đắc tội với người khác tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim, tâm sự với người đáng tin cậy, không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng. Về đánh giá của bạn tử dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 20, số 81, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi tốt. Từ vi tuổi tuất thứ bảy ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi tuất cho chúng ta thấy là bước sang ngày đầu tiên của năm nhâm dần này với bà tuổi tuất đang gặp ngày có thiên tài gây rối cái điều này làm cho bạn tuổi tuất dễ rơi vào tình huống bất đồng ý kiến với bạn bè hay là đồng nghiệp hoặc là cấp trên và bạn tuổi tuất hãy bảo vệ quan điểm của mình bạn cần phải chú ý cách diễn đạt đừng có để lại ấn tượng xấu với lãnh nào nhé. Ngoài ra trong ngày này với bạn tuổi Tuất, bạn cũng có thể trở nên nóng nảy, dễ bị kích động khi nghe thấy những lời kích bác của kẻ tiểu nhân và để giảm bớt những rắc rối thị phi không cần thiết. Tốt nhất là với bà tuổi Tuất nên học cách làm ngơ trước những điều bịa đặt về bạn nhé. Ngoài ra trong ngày này với bà tuổi Tuất lại đang gặp ngày có màu khác với thổ cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo chuyện tình cảm của bạn rất có thể sẽ xảy ra sự tranh cãi nại lửa giữa bạn với nửa kia cho dù có nóng nại đến mấy đi chăng nữa thì với bà tuổi tốt hãy đặt mình vào vị trí của người ấy và thông cảm với cách suy nghĩ cho đối phương nhé về từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa dễ tranh chấp mâu thuẫn với người có địa vị cao trong xã hội từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, vợ chồng mâu thuận với nhau, tử vi tuổi mão tuất thuộc mệnh mộc, học cách làm ngơ trước những điều bịa đặt về bản thân mình, tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim vướng vào chuyện tranh quyền đoạt lợi với bạn bè đồng nghiệp tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy hãy đặt mình vào vị thế của người khác để tránh những tổn thương không đáng có và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ bảy này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 58, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cá tường, màu nâu, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi dậu. Từ vi tuổi hỏi thứ bảy ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022. Với bạn tuổi hợi bước sang ngày đầu tiên của năm nhâm dần này cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành nhị hợp phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi hợi dễ dàng tạo được thiện cảm với những người khác. Và nếu như bạn may mắn sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay và quý nhân sẽ đưa ra cho bạn có được những lời khuyên hữu ích cho tương lai nữa. Trong công việc với bạn tuổi hợi ngày này, một khi bắt tay vào làm việc gì đó, bạn mệnh luôn rất nghiêm túc và chăm chỉ. Hạn cấp trên đã nhìn thấy và đánh giá rất cao với sự quyết tâm của bạn. Bạn tuổi hợi hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa, rồi bạn sẽ được cất nhắc vào một vị trí xứng đáng với năng lực của mình hơn nhé. Và trong cái ngày đầu tiên của năm nhâm dần này với bạn tuổi hợi lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bản mệnh với những thành viên trong gia đình đang vô cùng là hòa hợp. Mọi người thường xuyên trò chuyện, tâm sự với nhau và mỗi khi bạn gặp phải khó khăn, bạn tin tưởng người nhà sẽ luôn là hậu phương vững chắc cho mình để yên tâm công tác nữa nhé. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ gia đình hòa hợp vợ chồng tin tưởng lẫn nhau, từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc nghiêm túc trong công việc có được cơ hội thăng tiến trong tương lai, tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim chu đáo biết quan tâm tới người khác, tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy được cấp trên đánh giá cao vì những cố gắng của bạn trong thời gian vừa qua và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 92, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.